Kính chào quý vị, bây giờ là những thông tin về tình hình tài chính và thị trường. Thưa quý vị, từ đầu tháng 6 đến nay, thị trường ghi nhận 23 ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động, trong đó có sự tham gia của ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước là Vietinbank. Trong số các ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất trong tháng 6, có 12 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất đến lần thứ 2 trong tháng, gồm GB Bank, VIB, MB, Bảo Việt Bank, Ocean Bank, NCB, TB Bank, PG Bank, LB Bank, OCB, AB Bank và Việt Á Bank. Riêng Exim Bank thậm chí đã 3 lần tăng lãi suất huy động từ đầu tháng, lần lượt với các kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng, 1 đến 3 tháng và 6 đến 9 tháng. Tuy nhiên, ngân hàng này lại giảm 0,1% một năm lãi suất các kỳ hạn tiền gửi từ 15 đến 36 tháng. Tương tự, VIB sau 2 lần tăng lãi suất cũng đã điều chỉnh giảm từ 0,1 đến 0,2% một năm lãi suất các kỳ hạn 6 đến 36 tháng. Trong biểu lãi suất ở thời điểm cuối tháng 6, Vietcombank niêm yết lãi suất đối với khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm từ 7 đến 14 ngày, nhận lãi suất 0,2%. Khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 và 2 tháng, Vietcombank niêm yết lãi suất ở mức 1,6% một năm. Tại kỳ hạn 3 tháng, Vietcombank niêm yết lãi suất ở mức 1,9% một năm. Khách hàng gửi tiền các kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng nhận lãi suất ở mức 2,9% một năm. Khách hàng gửi tiền từ 12 tháng nhận lãi suất 4,6%. Khách hàng gửi tiền từ 24 đến 60 tháng nhận lãi suất cao nhất là 4,7%. Khách hàng gửi tiền không kỳ hạn sẽ nhận mức lãi suất 0,1% một năm. Biểu lãi suất huy động niêm yết tại quầy BIDV đang dao động từ 1,7 đến 4,7%. Trong đó, lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng đang ở mức 1,7%. Kỳ hạn gửi tiền 3 tháng, 5 tháng đang áp dụng lãi suất ở ngưỡng 2%. Đối với kỳ hạn gửi tiền 6 tháng, 9 tháng, lãi suất BIDV cao nhất là 3%. Từ kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng, lãi suất BIDV là 4,7%. Thưa quý vị, trong khi đó, tại Agribank, lãi suất huy động đang được niêm yết quanh ngưỡng 1,6 đến 4,7% tùy từng kỳ hạn. Ngân hàng này cũng đã 3 lần điều chỉnh giảm sàn lãi suất cho vay, trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn giảm từ 0,5 đến 1% một năm, lãi suất cho vay trung dài hạn giảm 1 đến 1,5% một năm so với đầu năm. Hiện sàn lãi suất cho vay thông thường ngắn hạn của Agribank chỉ từ 5% một năm, cho vay trung dài hạn chỉ từ 7,5% một năm. Trước đó, chia sẻ khó khăn với khách hàng, Agribank hỗ trợ giảm lãi suất cho vay trực tiếp đối với trên 1 triệu khoản vay hiện hữu với số tiền hỗ trợ ước tính 700 tỷ đồng. Trong thời gian qua, Agribank đã chủ động, linh hoạt cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung cho 3 động lực tăng trưởng chính là tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư và ưu tiên 5 lĩnh vực mũi nhọn, bao gồm xuất khẩu, nông nghiệp, công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ. Chuyển sang thông tin về diễn biến thị trường vàng trong ngày. Thưa quý vị, vàng châu Á vững giá trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 7. Trong nước, giá vàng cũng đứng yên, trong khi giá đô la Mỹ được điều chỉnh giảm 9 đồng. Ngày đầu tuần cũng là ngày đầu tiên của tháng 7, giá vàng trong nước không thay đổi. Trong phiên giao dịch sáng, giá vàng miếng SJC loại 1 đến 5 chỉ được thị trường niêm yết mua vào ở mức 73,95 triệu đồng một lượng, bán ra 75,55 triệu đồng một lượng, không thay đổi so với cuối tuần trước. Cùng thời điểm theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 2.327,12 đô la Mỹ một ounce. Giá kim loại quý này cũng tăng hơn 4% trong quý 2 năm 2024. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,1% xuống còn 2.336,60 đô la Mỹ một ounce. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường. Bản tin có sự đồng hành của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào tạm biệt. Không ví Apple Pay bẩn tay Apple Pay. Thôi, Apple Pay nha. Chỉ cần Apple Pay với thẻ Vietcombank.